Xin chào mọi người, hôm nay là ngày thứ mấy mình ở Hàn Quốc rồi? Hôm nay là ngày thứ tư hai cha con ở Hàn Quốc. Mọi người biết tại sao chỉ có hai người đánh răng thôi? Tại vì mẹ quá không còn ngủ. Đúng, mọi người biết tại sao mẹ gắng ngủ lâu vậy? Thì mẹ gắng mê ngủ. Đố các đánh răng được giống bài vậy nè. Rồi bỏ ông giả ra coi. Rồi cắn răng này. Đó đến rồi. Vậy các đánh cái vỗ mà không có hàng dây răng, các đánh thì sao? À, hay. Giỏi quá. Người giỏi ha con mình á. Tỏi cháy rồi đó. Chỗ bỏ ly nữa không? Dạ. Chỗ này ngon hơn chỗ đâu mà tiêu. Không, em lên tiếng kiếm đó. Do bữa tụi em phải ăn một cái chỗ ở ngoài kia nhưng không ngon cái này. Rồi con vô mua đi. Con ăn cái nào không? Kêu chú bán đi. Khác ăn cái nào con? Wow. À nó áo đường không ai. Ngon không? Thư trả tiền đi Thư. 1000 hả? Ngon không con? Cho biết cảm giác coi. Ăn liếm cục nào, liếm một cục thôi, liếm hết vậy. Ôi kỳ quá. Ăn cái đó trước. Chẳng đi.
gãy răng. Đây, bà kéo nó ra chưa? Ủa gì kì vậy, bà kéo nó ra cho, bà kéo nó ra cho, vô miệng bà luôn rồi. Nó lạnh hả? Lạnh tê hết răng luôn, nó chua của cái vị dâu, nó ngọt của vị đường. Nó giòn, nói chung là rất là ngon. Trái. Ôi. Con chưa ăn được miếng nào đó. Ăn đi. Không tắm được. Ngàn là bao nhiêu tiền? Há miệng rồi. Không, 3 ngàn. À, 3 ngàn là 60 ngàn. Há miệng rồi, trái 15 ngàn á Tú. Một trái dâu 15 ngàn. Tắt mẹ ngồi. Con được chưa? Nó cũng không mắc lắm mà cũng không rẻ lắm. Một cây là 60 ngàn, tính làm trái 15 ngàn. Mà rất là ngon. Cái ăn lẹ, cái ăn lẹ ba mua cây nữa nha. Nè, người ta đông nè, thấy không? Ta để đông nè. Ăn cá không được hả? Đây. Giờ sao ta? Rồi, bẻ cái đường rồi đó. Rồi, bỏ miếng đường vô cắn. Yeah, cái này người ta kêu là ăn thủ công nè. Ăn thì kiểu thủ công. Đi. Đi con. Bể bụng thì thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tôi ăn nãy giờ. Ai qua bên đó thì bên đó hết hò rồi. Tìm rồi, thịt lợn đen đây. Có hình con lợn đen đây mọi người. Tới rồi nha. Là 800 mấy chục ngàn, 150.
bò Hàn Quốc không? Chắc không phải đâu. Bò Hàn Quốc sẽ mắc hơn nữa. Cứ ăn thử đi. Nhưng mà trên đây để nè, coi bây giờ mình biết thế nào. Như mọi người thấy thì đây là nguyên một chảy nước chấm, rất là nhiều loại nước chấm. Đây là cái loại nước chấm rau mà mình hay ăn. Đây là tỏi và ớt. Đây là một loại nước chấm gì cũng rất là đặc biệt. Nghe cái mùi rất là giống như là cái mùi rất là giống mắm, mắm ở Việt Nam. Đây là muối, muối hồng, muối tạt. Còn đây giống như là con tép, con ruốc gì của Việt Nam mình á. Nói chung rất là lạ, để mình coi thử coi những cái này chấm như thế nào. Bò nè, thịt heo nè, và một loại thịt bò khác rất là đặc biệt. Đây như là thịt lợn đen nè. Không uổng công chút xíu nào, rất là ngon, rất là ngon, mà chỉ tốn khoảng 2,5 triệu thôi, không tới luôn hả, 2,3 triệu thôi. Nói chung là cái giá rất là rẻ khi mà mình đi ăn ở Hàn Quốc, du lịch Hàn Quốc. Và đây là cái địa chỉ nha, mọi người nhớ tới đây nha, đừng bao giờ quên cái địa chỉ này nha. Gia đình Nguyễn Khánh tìm ngon mỏi luôn mới ra được cái địa chỉ này đó. Cái này là cái này có cây, còn cái của con là không cây gì lắm. Của mẹ là cây hả? Của mẹ có chưa lạ. Trời lạnh ngồi tôm bốc khói đã quá hả? Hai con tôm này cũng đâu có rẻ đâu đúng không? Con 15.000 won là 300.000 won. Wow.
ngon không Đây là một khu phố cổ ở Hàn Quốc. Khu này tên là gì Thư? Có ăn không? Mua đi. Muốn ăn kem nào? Không sao. Cho con mua một cái đi. 2500 đồng please. Bia nè, bia, bia ngon. 2500 đồng. Bia ngon. One ice cream. Kem hả? Ờ, kem. Rưỡi. Kem no. Kem tím. Thank you. Have a nice day. Ngon không ba? Ủa? Ngon không? Ngon hả cá? Ngon nữa cá đi. Nó bị gì con? Thanh hả? Blueberry. Berry hả? À blueberry hả? Cô Cát ơi. Nãy ngoài hả? Cô làm ơn trả tôi cây kem. Cô Cát ơi, cô làm ơn trả tôi cây kem, tôi cho cô ăn một miếng thôi mà sao cô lấy hết cây kem của tôi, cô đi hoài vậy? Cô ơi, trả tôi cây kem. Ủa? Cô phải cho tôi ăn lại một miếng chứ. Đi tôi bị mất cây kem luôn hả? Trời ơi, bớ người ta. Mực có chiên qua lăn lăn bột chiên qua nó này kêu là gì Thư? Em có biết ăn thử mà. Hôm nay là giỡn để ăn xứng đáng đúng không? Mình là thương ba mà nhất trên đời. Tại sao? Để ba mua cho mình nghe. Ủa hả? Mua là không thương luôn hả? Hả? Không mua là không thương hả? Có chứ. Thiệt không? Thiệt. Ba mình ghé coi nè. Hai bên nè. Ba mình không lại cái nè. Bên kia nè. Hùng chung vô đó cùi môi tôi rồi, đi thôi. Mình là mình thương con mình nhất trên đời. Tại sao? Con mình cứ
không vui hả? Vui. Trời ơi, cái bàn nè, mọi người thấy không? Cái đi chơi luôn một đống đồ luôn nè. Trời ơi, ở dưới chân cái còn một đống thuốc. Mà 90% là đồ của Cát. Hello má. Hello mommy. Thôi kêu ba dậy nè. Ủa ba, dậy. Ngày mai dậy thẳng đồ, ngày mai mình còn đi với là chào khán giả nữa nè. À, dậy đây. Ủa ba, hello là cái gì? Sao không nói hello cho rồi đi hello chi? Đây buồn ngủ lẹo lưỡi kêu là hello. Ba thằng đều. Bây giờ vậy nè, cái, coi cái đồ nào của Cát thì Cát soạn, đồ nào của ba thì ba soạn, chứ đồ của Cát quá trời, sao ba biết mà ba soạn đây? Đồ của Cát không á, đâu có cái nào của mình nên. Bây giờ, tất cả all of thing. Bây giờ sao? Hello khán giả hả? Hello. Hello, xin chào mọi người đã theo dõi các How từ bữa tới giờ, từ chuyến đi từ Việt Nam qua Hàn Quốc tới bây giờ. Và bây giờ nguyên một gia đình chuẩn bị chia tay Hàn Quốc để về lại Việt Nam rồi. Cái phòng không còn như mới vô nữa, nó chèm bèm luôn. Rồi, bye bye, xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở những cái clip khác nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi các How, nhớ đăng ký và subscribe kênh các How nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Các nè. Mọi người nhớ like, share cho kênh các How để được coi nhiều clip nữa nha. Còn bây giờ chào mẹ.